15 ngày kỳ diệu hội tụ những điều an lành cát tường. Theo vận hành vũ trụ, 15 ngày đầu năm được coi là những ngày cát tường linh thiêng nhất và là dịp hy hữu trong cả năm để tích lũy vô lượng công đức hay ngược lại vô lượng bất thiện nghiệp tùy theo hành động của mỗi chúng ta. Đây là những ngày để tưởng niệm việc Đức Phật thị hiện thần thông để chuyển hóa tâm những người không tin vào quy luật nhân quả. Bởi thế, chúng ta gọi tháng riêng này là tháng của những điều kỳ diệu. Khởi đầu một chu trình mới Trong Kim Cương Thừa sự vận hành của 15 ngày đầu năm mới – theo dương lịch năm 2021 là từ ngày 12 tháng 2 đến 26 tháng 2 là tuần trăng sáng rất quan trọng vì nó khởi đầu một chu trình mới của tiểu vũ trụ nên các hiện sự, ác sự sẽ ảnh hưởng tới cả năm. Chúng ta cần thực hành tích lũy công đức, giúp đỡ mọi người, sống chan hòa, phát triển tình yêu thương trí tuệ, đặt sự quyết tâm trưởng dưỡng con đường tâm linh của mình. Chúng ta là trung tâm của năng lượng. Nếu bản thân không có đủ phẩm chất tình yêu thương, không có trí tuệ, thì không thể phát ra từ trường mát mẻ, an bình, tốt lành cho cả môi trường và vũ trụ chúng ta đang sống. 15 ngày Đức Phật thị hiện thần thông Điều quan trọng nhất 15 ngày đầu năm mới theo lịch Kim Cương Thừa cũng là thời gian tưởng nhớ đến việc Đức Phật thể hiện thần lực của Ngài khiến tất cả những người có mặt tại cuộc so tài đó đều cải đạo và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Cách đây hơn 2.500 năm, tại thành xá vệ Sravasti, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện các thần thông trong 15 ngày nhằm đáp lại sự thách đố của sáu bậc thầy ngoại đạo hoài nghi về thần lực của Đức Phật. Đỉnh cao của sự hiện bày thù thắng đó là ngày thứ 15 vào ngày trăng tròn. Nhờ chứng kiến những thần thông của Đức Phật, nhiều người và chư thiên đã xuất hiện tín tâm nơi các giáo pháp của Ngài và đạt được giải thoát. Cơ hội tích lũy công đức thần tốc. 15 ngày đầu năm mới là một thời điểm tăng trưởng công đức đối với những người thực hành đạo Phật. Bất kỳ hành động nào được thực hiện trong khoảng thời gian này, dù tốt hay xấu, đều được nhân lên gấp bội do tương ứng hay không tương ứng với các công hạnh giác ngộ do chính Đức Phật thực hiện trong khoảng thời gian này, cách đây hơn 2.500 năm. Theo văn bản luận tạng, kho tàng những lời dạy và lô xích. Tất cả các hành động được thực hiện vào các ngày đặc biệt này đều được tăng trưởng lên 100 triệu lần. Một số kinh điển còn dạy thêm rằng công đức của những thiện nghiệp được thực hiện trong những ngày này được nhân lên gấp 1 tỷ lần. Vì thế, những ngày như vậy được gọi là những ngày công đức nhân bội với việc ghi nhớ hiệu quả tăng lên gấp bội và hiểu cơ chế hoạt động của nghiệp thì đây là những ngày vô cùng thuận lợi để chúng ta tích lũy công đức càng nhiều càng tốt đồng thời chúng ta cũng cần cố gắng tránh phạm phải các bất thiện nghiệp